Thưa quý vị, sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng về kết quả triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân cùng một số các chuyên đề nổi bật của Bộ Công an đang được triển khai có hiệu quả trong thời gian qua. Theo báo cáo của Công an thành phố Đà Nẵng, đến nay, toàn thành phố đã thu thập thông tin dân cư được hơn 975.000 phiếu trên tổng số hơn 995.000 nhân khẩu, đạt trên 98,1%. Qua kiểm tra phúc tra, Công an thành phố đã kịp thời khắc phục, sửa chữa, bổ sung những phiếu sai, thiếu thông tin, hoàn thành công tác lắp đặt đường truyền và các thiết bị hạ tầng mạng, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an thành phố đã hoàn thành khảo sát địa điểm lắp đặt, bố trí thiết bị phục vụ dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân ngay khi có yêu cầu của Bộ Công an. Tại buổi làm việc, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong đợt cao điểm vận động toàn dân, giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng và Công an hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tích cực tuyên truyền, giúp người dân nhận thức đầy đủ về pháo hoa nổ và pháo hoa không nổ để chấp hành pháp luật cho tốt. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ và mang tính răn đe cao. Đồng thời, tạo nhận thức đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ và người dân về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân, giúp nắm vững và thực hiện thành thạo làm sống dữ liệu quốc gia về dân cư hàng ngày. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã có buổi kiểm tra thực tế về quy trình cấp căn cước công dân lưu động cho nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu và tiến độ thu thập dữ liệu dân cư quốc gia tại Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê.